Tiểu sử tỷ phú Trịnh Văn Quyết. Trịnh Văn Quyết sinh ngày 27 tháng 11 năm 1975, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC với giá trị tài sản 22,7 ngàn tỷ đồng, tương đương 1,02 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, ông Trịnh Văn Quyết sở hữu gần 2 tỷ đô la Mỹ trên sàn chứng khoán Việt Nam vào tháng 3 năm 2017, nhưng không được Forbes ghi nhận tỷ phú đô la Mỹ và vẫn đang theo dõi đánh giá số tài sản này. Ông sinh ra tại xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, trong gia đình công chức nghèo. Bố là Trịnh Hồng Quý, mẹ là Đỗ Thị Giáp. Ngay từ thuở học đại học, Trịnh Văn Quyết đã có xu hướng say mê kinh doanh. Ngay từ năm thứ hai, ông đã mở một trong những văn phòng gia sư đầu tiên ở Hà Nội và sau đó còn kinh doanh điện thoại. Thời điểm đó, công việc này kiếm khá nhiều tiền, nhưng không chỉ đủ cho ông và các em gái của mình học thì đầy đủ, mà còn giúp ông có vốn liếng ban đầu mở văn phòng luật sư Smith ngay sau khi ra trường. Cổ phần chứng khoán. Từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2012, ông Trịnh Văn Quyết đã hoàn tất giao dịch bán xong 4,2 triệu cổ phiếu FLC. Tỷ lệ sở hữu của ông tại công ty cổ phần tập đoàn FLC đã giảm từ 5,44% về mức 0%. Ông sở hữu 98% vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Genlet, mà chính ông là chủ tịch hội đồng quản trị. Đơn vị này lúc đó nắm giữ gần 62,4% vốn điều lệ FLC, đồng thời vẫn gián tiếp nắm trên 61% vốn tại tập đoàn FLC. Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mẹ ông Trịnh Văn Quyết là bà Đỗ Thị Giáp đã đăng ký bán toàn bộ 7,52 triệu cổ phiếu FLC của công ty cổ phần tập đoàn FLC từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 23 tháng 7 năm 2013 với mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư. Ngày 18 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2013, công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Swinet mà ông Quyết nắm giữ hầu hết số vốn đã bán xong 48,1 triệu cổ phiếu, tương đương 62,4% vốn tại FLC. Như vậy, sau giao dịch, Swinet không còn nắm cổ phiếu tại FLC, ông Trịnh Văn Quyết đã đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu của FLC từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 21 tháng 7 năm 2013. Tính đến quý 1 năm 2017, ông Trịnh Văn Quyết với tư cách chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC và là cổ đông nắm giữ phần lớn vốn tại công ty cổ phần xây dựng FLC Faro, nắm giữ hơn 289,55 triệu cổ phiếu RAW và 114,18 triệu cổ phiếu FLC. Trong đó, giá trị tài sản lớn từ cổ phiếu FLC Faro chiếm tới hơn 98% tổng tài sản của ông trên sàn chứng khoán. Và ông là bà Lê Thị Ngọc Diệp cũng sở hữu 20,2 triệu cổ phiếu, tương đương 4,7% vốn điều lệ của FLC Faron. Ngày 27 tháng 12 năm 2017, công ty cổ phần khoa học và công nghệ AOS có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh do bà Trịnh Thị Thúy Nga, em gái ông Trịnh Văn Quyết làm đại diện pháp luật, thông báo đã hoàn thành việc mua vào 20 triệu cổ phiếu FLC. Trước đó, AOS gửi thông báo tới bộ phận quản lý cổ đông của FLC kế hoạch mua vào 40 triệu cổ phiếu FLC. Nếu hoàn thành kế hoạch này, AOS sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai của FLC, chiếm 6,27% tổng số cổ phiếu FLC đang lưu hành, chỉ đứng sau chủ tịch Trịnh Văn Quyết. Kết thúc ngày giao dịch trên sàn chứng khoán cuối cùng của năm 2017, ông Trịnh Văn Quyết được ghi nhận tổng tài sản 58.851 tỷ đồng, tăng 25.045 tỷ đồng so với năm 2016. Tài sản này đến từ 318,5 triệu cổ phiếu FLC Faro, hơn 135 triệu cổ phiếu FLC và 2,6 triệu cổ phiếu ART. Dù có tài sản trên sàn chứng khoán lên đến 2,5 tỷ đô la Mỹ, ông Quyết vẫn không có tên trong bất kỳ bảng xếp hạng tỷ phú nào của thế giới. Về pháp luật, từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2017, ông Trịnh Văn Quyết là chủ tịch hội đồng quản trị đã bán ra 57 triệu cổ phiếu mã CK FLC của công ty cổ phần tập đoàn FLC nhưng không báo cáo thông tin giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Việc giao dịch của ông Quyết được thực hiện khi cổ phiếu FLC ở ngưỡng 7.100 đến 7.700 đồng với giá trị giao dịch thu về ước tính đạt hơn 400 tỷ đồng. Ngay sau đó,
cổ phiếu FLC giảm về mức 6.500 đồng, mất gần 10% giá trị. Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 1039 QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết. Theo đó, căn cứ tại điểm B khoản 1 điều 3, điểm G khoản 4 và khoản 6 điều 27, Nghị định 108/2013 NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo khoản 1 khoản 35 khoản 1 Nghị định số 145/2016 NĐ-CP, ông Quyết bị xử phạt với số tiền 65 triệu đồng. Đồng thời, Ủy ban cũng ra quyết định xử phạt công ty cổ phần xây dựng FLC Farong cũng do ông Trịnh Văn Quyết làm chủ tịch hội đồng quản trị với số tiền 130 triệu đồng cho hành vi tương tự. Ngày 11 tháng 12 năm 2017, trong công văn số 896 gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, ông Nguyễn Hoàng Hải là Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam trình bày việc ông Trịnh Văn Quyết đã bất ngờ bán chui 57 triệu cổ phiếu, tương đương với 9% vốn điều lệ của FLC, và nhấn mạnh trên thị trường thực tế ông Quyết không mua một cổ phần nào, không thực hiện kế hoạch ban đầu nói trước đại hội cổ đông và trước thị trường rằng ông sẽ mua 37 triệu cổ phần. Do đó, theo VAFI, ông Trịnh Văn Quyết vi phạm vào điểm 1, điểm 2, điều 9 quy định cấm của luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006.